Địt mẹ mất rồi. Đây vào đây, của anh Hải đây. Mẹ rồi. Có phải lắp, có phải đây, có phải lắp. Anh khởi đây. Đừng xa tí nữa. Đừng xa tí nữa. Đừng xa tí nữa. Đừng xa tí nữa. Anh Hải, anh Hải. Tới giúp rồi. Vâng, anh Hải. Ui giời, chúng anh. Cảm ơn Hải đã giúp cái vực như thế này. Mấy ký? Con này khá lớn đấy. Tính trang chưa? À, lục luôn. Đúng xuống đây. Không đánh à? Má, tay mới khác. Thành nó đang về bỏ được sang đây mà ngồi. Má, Thành đang nói chuyện tặng phép chứ. Leo bên kia chứ. Ừ. Ôi, Thành. Ôi, con này được đây, con này hàng được đây. Bơi ra. Bơi ra, đấm chết. Cái lão quần bơi ra đi, cả hai thằng cầm hai cái vợt bơi ra. Bốn thằng, bốn góc. Đấm chết. Bốn thằng, bốn góc. Đúng bốn cái vợt. Để từ từ xuống kia mượn. Phải lấy điện thoại, lặn xuống chụp ở dưới đáy ấy. Mà con này hôm ký đấy. Con ơi, thì quá rồi, thành công rồi, của Thành ơi. Như vậy là con này chắc ký mấy đấy? Anh Thành. Thôi bỏ cơm bỏ gạo lên đây ăn ở chứ rồi. Đấy rồi. Đấy rồi. Quay đầu cả nhé, quay đầu cả. Rồi, có rồi, quay lại chưa? Em làm sao em được? Chắc vừa thôi. Em nó vào lưới này. Em nó quấn linh tinh kìa. Cú vào được rồi, đưa vào đi, đưa vào vớt lên đi. Bốn thằng cầm bốn cái vợt nhảy xuống bốn góc, bắt đầu là ông gặp đang đập mới có ông vào, mới có ông được đâu á, anh Thành. Đừng cần em ơi. Cứ lên đâu nặng lắm. Quay. Đâu, con này lớn đấy. Rồi. Xin chào các anh em cầu thủ nhá. Đu mà. Các em chia sẻ cho thầy đi. Mệt rồi, bắt đầu mệt rồi. Chạy lên nó xem nó dìu có mẹ đây. Thả bên nó, thả bên nha. Đứa trẻ con này. Thành ơi. Đầu 8, đầu 9 thì Thành. Nó đánh được. Thả bên em ơi. Đâu đập quay đây. Gần thằng Thành nó đánh lục ấy, gần của nó. Nó xem này. Con này chắc phải đồng mười mấy không ạ? Con này phải nặng hơn một tấn. Con này là Đinh Văn Mè, anh của Đinh Văn Tấn. Hơn ký đấy. Con này này phải ký tư. Ký ba, ký tư gì đấy. Đây Hải đâu, chuẩn bị sẵn live stream cần tao. Cần tao vừa đứt cả quên cả cái lục luôn. Bốn lưỡi đứt rồi. Kéo nó quen với nhà mi. Rồi. Nhỏ, nó đang còn chạy lúc cuối nó thấy đông người á, là nó chạy á. Rồi nhẹ thôi, nhẹ thôi. Cho nó ngửa hẳn bụng lên cái là có gì nó đấu được thì đứt thiết đéo là được. Cái này nó đứt nó chạy đỏ lén mà thôi. Nó đang còn chìm người nó mà cứ từ từ. Rồi, tao này lên đất này. Gì vật đấy không? Rồi, vật thủ đâu rồi? Chuẩn bị. Vật thủ số 5. Để chốt cửa quân Sophie. Đấy, bắt đầu lên nhá, bắt đầu vào nhá. Vào này, đưa vào nhá. Thả đi, thả đi, thả vật xuống. Rồi lên. Hợp tác nhìn nhảy nhá. Rồi. Thành công, ok. Và thủ cho xin biết tên cái. Tấn công à? Bạn ở đâu nhỉ? Rồi. Cảm ơn Hải đã giúp cái vực như thế này. Thì anh xả với anh vã nó lao một tấn. Mấy ký?
con này khá lớn đấy. Tay mới khác Thành nó đang về bỏ được sang đây mà ngồi. Thành đang nói chuyện tặng phép chứ. Leo bên kia chứ. Con này được đây, con này hàng được đây. Bơi ra. Bơi ra đấm chết. Cái lão quần bơi ra đi, cả hai thằng cầm hai cái vợt bơi ra. Bốn hàng bốn góc đấm chết. Bốn hàng bốn góc. Đúng bốn cái vợt. Để từ từ xuống kia mượn vợt. Phải lấy điện thoại lặn xuống chụp ở dưới đấy ấy. Mà con này hôm ký đấy. Con ơi, thì quá rồi, thành công rồi, của Thành ơi. Như vậy là con này chắc ký mấy đấy? Anh Thành. Thôi bỏ cơm bỏ gạo lên đây ăn ở chứ rồi. Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Đấy rồi. Quay đầu cả nhé, quay đầu cả. Rồi rồi rồi, có rồi, quay lại giờ. Ép làm sao ép được? Ép vừa thôi. Ép nó vào lưới này. Ép nó quấn lưng trên kia. Cú vào được rồi, đưa vào đi, đưa vào vớt lên đi. Bốn thằng cầm bốn cái vợt nhảy xuống bốn góc, bắt đầu là ông vào đập 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 đập. Đập 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 mới có ông vào, mới có ông được đâu á, anh Thành. Đừng cần em ơi. Cứ lên đâu nặng lắm. Quay. Đâu đâu con này lớn đấy. Rồi. Xin chào tất cả các anh em cầu thủ nhá. Đu mà. Thôi được rồi, về kia. Bắn cả lên cho mày. Úi giời ơi. Cá nó mà đi quẫy nhiều này, đi lên nó đi ăn mạnh này. Còn hôm bữa mẹ mè nó về nó cứ chạy lòng qua lòng vòng. Này nó ăn lệch bên phải nhiều. Bên trái không? Không, nó ăn đó. Nó ăn ở mép bên phải. Đặt cái phao như vừa nãy dễ chạm hơn. Con này tầm 20 phân nữa đẹp. Cái này là vào rổ. Không. À, nấu được cái cảm giác cá thịt con. Ít nó sẽ ngồi nguy hiểm hết. Nên mẹ này được cái nó to như vậy nó cao. Lên rủ em đi uống cà phê đi cả. Cái này phải liên hệ anh Lân. Được cái ống kính. Được đấy. À, nó gom đã thật. Nhưng mà về nhà mình kéo ghép được. À, nếu mà quay cái đấy thì phải quay hai máy. Quay giống như vậy chứ. À mà cũng phải hai máy nhỉ. Một máy đằng sau nó quay tổng thể thôi. Cái đấy thì cứ phao. Mà không phải quay thì có hai người. Để khi mà đóng cá phát là mình mở cái đấy ra quay tổng thể. Gọi là có một video thôi. Không, nếu mà đóng cá mình cầm về này. Cầm mình kéo nạt qua này cái nó to là thôi. Nó nún cái mình cầm đóng cái này ghép cái đấy thì chỉ có máy tính nó mới ghép được thôi, để ghép hai video một cùng một lúc á, đầu một màn hình. Đó, quà đẹp thì đi để về để sắp xếp á. Ừ chưa đó. Ừ chưa. Ơi cà phê thôi.